nous avons vécu, pleine de joie, de but, d'émotion, de frissons, de passion. Tout ça, on les a enfin retrouvés. Chúng ta sẽ đến với những hình ảnh đẹp nhất của bóng đá trong năm 2021 và tôi cảm thấy rất đỗi tự hào khi nhìn thấy lá cờ của đội tuyển quốc gia Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Đây đúng là những cảm xúc mà chỉ bóng đá mới có thể mang lại. Buồn vui và thăng hoa, tất cả đều có và tất cả chỉ đều được mang lại bởi bóng đá. Bất chấp thế giới đã phải trải qua một năm với rất nhiều khó khăn vì dịch bệnh, tuy nhiên chúng ta đã được chứng kiến một kỳ Euro